Bây giờ đoàn đến Ừ. chỗ nhà vườn Cá Tín cá mình Hòa tưởng anh. để xem cá lóc bay. Này cá gì? Cá hồn, cá hồn. Cá hường. Đây vườn du lịch Tín Hòa tuyệt chiêu cá lóc bay cá hồn mình hồn đang hot nhất Việt Nam nè quý vị. Thuộc khu vực 1 Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Cần Thơ. Rồi mời quý vị vô xem cá lóc bay. À, mấy cái ao nuôi cá nè. Đây cái điểm để đón khách nè. Ăn nữa hả? Ồ, đây mát rồi. Cái vườn Hoa Lan rồi nè. Sen sen. À anh chủ cái lốc bay đây. Cái gì phụ nữ? Sen. Anh Tính à. Thì bây giờ sen hái thì khó nhưng bây giờ chủ nhà hái thì dễ. Bên đây mình dùng sen hồi mình đi ngắm thôi, khỏi công mình lội xuống mương mình hái. Rồi giờ mình ra cho xem cá lóc bay luôn đi. Rồi các bạn ơi, ra xem thưởng thức nha. Mình phải quay cái hốc quay này cho nó sáng ta. Đúng vậy. Cái đầu mình có gấp không? Gấp à? Có muối đâu mà đây ông đi lấy mồi nè, lấy mồi cho cá ăn để cá lóc bay. Nên anh tập từ nhỏ hả? Lúc nó mấy tuổi anh? Nó khoảng hơn một tháng tuổi là mình tập. Rồi tới mấy tháng thì nó nhảy được? 3 tháng là nó nhảy được. Rồi nó nhảy tới mấy tháng nó hết nhảy được? Nó nhảy tới chừng nào mình bán nó hết là nó hết nhảy. Ôi vậy hả? Ồ. Nhỏ nặng ký quá. Ai nói dân miền Tây không biết vui hài. Ồ. Các bạn lưu ý nha, cá lóc bay á thì thật sự ra chụp hình không đẹp bằng quay phim. Quay gây bàn giờ không thiên nữa gì hay hơn cái mà quay chế độ slow motion á. Để có mình hơi dùng nước cho mới tới mà chưa dùng chân đó. Có trà nóng không anh lên Tính? Có trà nóng không? Có trà đá rồi mà cho trà nóng. Đây những nhà làm du lịch đón khách cái gì? Có Hà Lan không có giỏng à. Phục vụ ăn uống. Được. Em vô Facebook em ghi được mà. Ở đây nhìn bốn bề nước không à. Đây, có cây vú sữa. Mình dễ luôn hả hơn. Có cầm giùm mày. Mày ăn hết cho tao được. Chiêu. Chị ăn ngon chị ăn được không? Được. Cũng ngon. Đây có cái mương để nuôi cá quý vị. Trên thì làm liếp trồng rau lan với lại trồng ổi. Cây ăn trái dài ngày là có mít với dừa. Đu đủ vàng mướp. Đó phong cảnh miền Tây quý vị ha. Bây giờ là chiều ngày 18 tháng 3 2017. Có mặt ở Cồn Sơn, quận Bình Thủy, cách trung tâm Cần Thơ khoảng 10 cây số quý vị. Rất tuyệt vời. Siêu vui gì ha. Đây, phải gì ra phía sau xem nhà người ta. Thì có nước máy xài nữa kìa. Nước phun tên lọc. Nhà vệ sinh. Sau đây có kỳ đà. Nuôi chó vậy. Dễ thờ cúng ở đây vậy. Kỳ đà nè. À, sau lưng có cái miếu thờ. À, nguyên nhà chó luôn. Nhà chó luôn.
Đây, rau tâm linh nha. Đây, chủ nhà thờ này cái gì. Đây, có miếu thờ ông Hổ. Đây thờ ngũ hành ương thương cái gì. Cầu mong mọi người mạnh khỏe, bình an, may mắn. Đó là tập tục của người Việt, người Hoa vùng sông nước Nam Kỳ Lục Tỉnh cái gì. Mình đến khẩn hoang, thiên nhiên ưu đãi cho mình nhiều thì mình cũng tưởng nhớ các vị thần bảo hộ để giúp mình thành tựu quý vị. Rồi quý vị đi xem cá lóc bay nha. Dạ nắng quá ba. Đây cây đa thờ. Đó, bên kia người ta đang coi xem cá lóc bay quý vị. Đi theo tôi vào bên đó xem nha. Đi nhanh vậy. Ok. Nhanh nhanh cái gì đang bài. Đó đó đó. Một, hai, ba. Ôi, nó thấy luôn trời. Đúng không? Ừ, nó vừa đứng xuống cho nó biết được. Thấy kìa. Thấy mà nó nghe, nó cảm nhận được. Cá lóc ngoài nè, cá lóc đồng nè. Chưa bay lắm. Nè, cá lóc đồng nè. Tối giờ cái giờ này là nắng hơi nóng. Nắng. Bây giờ nó lên hơi yếu hơn. Chứ mát mát trời nó lên mạnh hơn nữa. Đó là liên tục nó lên nó đớp mồi nó xuống thì cứ thả mồi nó đớp á. Rồi mình xem lại đây nha. Rồi chị, quay nha anh em. Quay đi anh cứ quay đi. Rồi sẵn sàng 1 2 3. Bay. Ủa nó bật dữ chứ ha. Mấy con cá ngoài này cá lóc đồng này biết cầm cái khó khăn. Rồi. Cá lóc nuôi em đen nó đâu bầu rồi anh vào. Cá lóc ngoài nó có ba. Con xem là phía bên đây. Quá sẵn sàng nha. 2 3 7. Đi phải chụp nhanh. Ừ. Nhiều nha. Chụp chứ độ chụp liên tục á. Thì tôi không đứng đó phải. Cái này phải hết nhiều mới lên chứ nhỉ. Cái bóng nó bên đây bên đó là nó sợ. Rồi xem bên đây nha. Xem bên đây nè. 2 3. Mình xích ra kia ngắm sen, đứng trên cái chòi đó là ngắm sen là tuyệt vời rồi. Chòi là anh gãi thức ăn này nó có bay không? Nói đầu nó đâu có ăn. Nói đầu gãi thức ăn này nó cũng không ăn luôn nữa. À ha. Tại cái lóc biết cá mà. Tập biết quen. Anh mất bao lâu để anh tập được mấy con này? Nếu mà khoảng 1 tháng trời đặng mình tập cho nó từ thức cá và đầu mình tập tới từ từ cho ra thức ăn viên. Viên cái đầu phải tập cho nó nhảy lên từ từ. Rồi đây. 2 3. Đếm là mình đếm cho để minh họa theo cho mấy người chụp hình rồi cho nó dễ. Còn nó chỉ nghe được cái tiếng kêu giờ thức ăn bay cái mùi nó cứ ngửi cái mùi. Nó không ngửi được nó nghe được cái tiếng hết. Cho âm thanh được cái dĩa thức ăn bay xuống nó thấy. Nó đông đặc luôn á. Không. Có bạn ăn cái nữa đi để lấy từ. Rồi. Anh Bảo Bảo quay quay thấy cái này. Từ từ. Để anh này không em bay theo cá vậy không? Để em nói. Bên này nè, trước em nói trước. Rồi, okay. Rồi. Anh Phan nói trước rồi đã. Nói gì? Dạ. Con cá phải ốm nó mới nhảy được hay chứ. Đếm 1 2 3. Xin chào cả nhà. Trong hành trình du lịch cá này nhảy được. Cồn Sơn, Cần Thơ cùng Sơn Rít, chắc có lẽ điểm nhấn ấn tượng nhất của du khách chính là cá lóc bay đã được thông tin trên báo chí rất là nhiều. Không biết cá lóc bay là nó như thế nào? Hôm nay quý vị hãy cùng Tấn Công và Sơn Rít trải nghiệm cá lóc bay là như thế nào nhé. Rồi, mình sẽ
cho nó. Rồi, sẵn sàng nha. Cá lóc có bay không? Ok, rất tuyệt vời vậy. Cái này là những con đó nó bay ra khỏi lưới đó. Rồi. Cái ổi trồng mà ta bịt này để tránh con côn trùng đến ăn ong nó chích cái gì. Đây. Rồi. Đây chị thấy có cái đài ấm sen Việt Nam nè. À. Có súng nữa vậy. Ồ, nguyên một ao luôn. Rồi. Đây cái gì? Sen Việt Nam nè. Wow. Ok, rất đẹp quý vị ha. Thank you. See you. Nam Kỳ Lục Tỉnh, Cần Thơ, Việt Nam.